Hello, xin chào chị và các bạn. Sáng sớm đang uống cà phê thì có câu chuyện muốn quay clip chia sẻ anh chị nghe chơi. Tối hôm qua Noel, hôm nay là ngày 25 tháng 12. Mấy bữa trước á, có anh khách kia, ảnh đi qua tiệm em, cầm cái bà tu đi chơi vậy nè. Đi chơi vậy, ảnh mua ở đâu á, một trăm mấy chục triệu, trăm mấy, rồi nói là qua đây coi giùm coi phải xịn hay hàng nhái, hàng phay. Thì cái hộp á, lúc ảnh cầm cái hộp tới thì nói cái hộp ok, chắc xịn chắc. Rồi xong rồi ảnh mới tháo cái hộp ra, đưa cái máy á, cầm lên á, thì lúc mà cầm lên á, xong rồi mở nguồn lên á, bấm vài cái á, thì mình phát hiện là hàng không phải hàng xịn, nó là hàng phay thôi. Rồi ảnh mới nói là sao mà phay được. Cái máy của anh á là kiểm tra cái mã là sao thăng 92702689 thăng á, của Nokia á, nó ra mà. Rồi mình mới nói á, trời trời anh ơi, mấy cái mã này bây giờ Trung Quốc nó làm luôn được rồi. Anh mới nói sao anh lên YouTube á, anh đâu thấy em chia sẻ mà mấy cái mã này là Trung Quốc làm được đâu. Thì mình mới nói là mấy clip cũ á của em á là lâu lắm rồi, anh đâu có giờ mà gì à, chia sẻ nhiều mấy đó là chi. Em chia sẻ hình ảnh cái clip thôi, là kiểu máy thôi. Thí dụ nè, bây giờ nè, thí dụ cái này đi, cái đời cũ ngày xưa là nó không kiểm tra được. Em thí dụ em bấm cho anh chị xem nè, sao thăng 9 2 7 0 2 6 8 9 nè, bấm thăng không ra nè, bấm nào coi nè, thăng không ra đúng chưa. Rồi những cái đời sau này á, trong tầm mấy tháng ta, 6-7 tháng này rồi nó đã sản xuất ra rồi nha. Nói chung là nếu mà anh chị đi mua và tu xịn á, anh chị không gành nữa mà gặp người mà bán mà lừa gạt thì bó tay nha. Ví dụ bây giờ nè, cái cây là hàng phay, cái cây bên em bán 4,5 triệu một cây thôi. Bây giờ bấm cho chị xem nó sẽ ra mã luôn. Tại vì á, mấy năm trước á, bên Trung Quốc nó không có làm ra mã này, nó chỉ làm ra mã bình thường thôi. Ví dụ mình bấm sao thăng 40 thì nó ra thôi, bấm thăng ra thì ra chắc rồi. Ê quên lộn, sao thăng 0000 thăng, đúng không, thì nó ra những cái mã, cái thông tin đời máy ra ok rồi. Nhưng sau này á, có nhiều người nói là bà tu xịn chỉ kiểm tra bình thường hết, nhưng mà chỉ có mã là sao thăng 9270 2389 không ra được, cho nên Trung Quốc nó làm ra luôn, cho nên cái thị trường bị gạt nhiều là vậy đó. Đây em bấm ví dụ nè, bây giờ em bấm nha, sao thăng 92702689 nè, bây giờ bấm chuẩn bị thăng nha, thăng thấy chưa, nó ra tới luôn. Bởi vậy á, có nhiều anh á, trong đầu cái suy nghĩ cái nậy hoài thì cứ đi mua bị dính như vậy. Em nói thiệt, cái tiệm của em á mà bán mấy năm nay á, có nhiều trường hợp á, khách em qua mà kêu em coi giùm nhiều lắm, và nhiều người nói em cái giá mà người ta mua em thiệt, em té ghế luôn. Thí dụ đi, 8.8 cũng vậy, vờ tô cũng vậy, 8.8 á, có nhiều nơi nó bán hàng thay vỏ, guộc xịn thay vỏ, bỏ vô cái hộp, cái full hộp á, ghi là full bốc, bán hai mấy bao triệu. Khách tới mà, như nói chung là khách hàng bây giờ nhiều người ta không gành, ta cứ tới ta cầm cái máy đẹp quá, mới quá, trong hộp khoái quá, bỏ tiền mua. Trong khi đó cái máy đó mà thị trường đang bán đúng á nha, là có 10 triệu, 11 triệu thôi.
nhưng bỏ vô cái hộp thì hoành tráng nó bán hai mấy bao chuyện bình thường đó, giống như mấy bữa trước bà tu anh đó cũng vậy, anh đem tới một cái hộp rất là đẹp, nó đầu tư tới cái hộp xịn luôn mới ghê chứ. Cái máy thì phay mà chơi hộp xịn, bỏ vô hộp làm mình người mua mà cũng khoe khoái, rồi kiểm tra mã trong đầu in in là bà tu xịn, mới kiểm tra được cái mã thôi, còn bà tu phay nhái không kiểm tra được. Cầm lên hiến hai hận test, bấm cái mã sau thằng 9270 gì đó, bấm ra cái cuối cùng sao, cuối cùng sao dọc ra đúng rồi, đụng chuẩn rồi, rồi mua mua đã rồi, rồi về lên YouTube coi những clip của em mà quay của bà tu hồi xưa đó, mấy tháng trước đó, quay tự nhiên thấy ở giao diện nó sao nghi, rồi đem qua em coi rất là thua rồi. Nhưng mà cái anh đó đó, hôm qua em kia anh nói là anh mua người quen, giống như lâu lâu gặp lại thôi, lâu lâu gặp lại chứ không phải là mua ở tiệm nào đó, mà giờ gọi ổng mất luôn rồi, ổng không nghe máy đó. Nói chung là hôm nay em chia sẻ clip này để cho anh chị xem là và tôi bây giờ hàng phay nó là kiểm tra mã được đó rồi nha, cho nên anh chị nào mua và tôi thì nên để ý, và trước khi mua phải nhờ người ai chuyên và tu coi giùm nha, chứ mất nhiều khi anh chị chưa thay lần nào, chưa biết lần nào, cầm lần đầu tiên không có gành nữa, cầm lên phải kiểm tra mã cái gì em nói 88 á, bây giờ mà Trung Quốc á nó kiểm tra cái mã đó được luôn rồi nha, cho nên khỏi cần đừng có mà trong đầu cái in thì cái mã đó là ok chuẩn luôn ra không có đâu. Hàng những người xài lâu năm á, người ta cầm ta biết liền, còn mình chưa xài mình đừng có nhớ cái đầu những cái mã đó làm cái gì, cái mã đó bây giờ em nói thẳng luôn cái gì là cũng được hết đó. Cho nên hôm nay chia sẻ cho anh chị xem đó, anh chị nào mà có ý định mua bà tu hay là bạn bè hay ai á có ý định mua bà tu xịn hay gì đó thì nhớ chỉ cho người ta hiểu nha, đừng có quan trọng mã nữa, mã giờ làm gì cũng được, quan trọng là chỗ uy tín bán với lại nơi nào cam kết cho mình là mua. Rồi chốt video đi, cảm ơn anh chị xem clip, mua phê tiếp, chào anh chị.